thưa các vị cao trọng, các bậc tiền bối, các vị bổn đạo. Hiện tại tiểu muội thấy phổ thơ Thiên Liêng Hằng Sống này gần giống như cuốn Thiên Liêng Hằng Sống mà Đức Ngài Hộ Pháp đã dạy, diễn tả cảnh thiên liêng. Nay một số bổn đạo chưa được xem qua quyển đó, vì bổn đạo thì đông mà quyển thì lại ít, lại có vị thì bận việc đời, có vị bận việc công quả việc đạo, có vị vì không biết chữ nên không có điều kiện được xem qua. Cuốn Thiên Liêng Hằng Sống mà Đức Ngài Hộ Pháp giảng quá cao siêu, mà trước giờ tông giáo khác chưa giảng. Nay tiểu muội muốn đem lời ca, ca về con đường Thiên Liêng Hằng Sống, phổ thơ Cẩn Bút Nguyễn Phong. Muội ca nhằm góp phần cho những bổn đạo chưa có điều kiện xem cũng được nghe, hiểu được cảnh thiên liêng mà dũng mãnh tu tiến, cũng như muội muốn góp chút ít tinh thần đạo và thuật lại diễn giải lời dè ngọc của Ngài Đức Hộ Pháp, để góp phần nho nhỏ tô đẹp thêm nền đại đạo nhà. Giảng Thiên Liêng Hằng Sống, toàn môn xin ngưỡng dòng ân sư. Triều thiên để lại đồ thư, con đường dũng tấn kể như chỉ rành. Ngữ mã quân thân hành thiên chức, chỉ tôn trọng hiệp nhất kỳ ba. Đại thượng đế lâm ra, do Ngài chấp bút xây tòa thiên lương. Một tùng ở cụ thiên khai qua, hiện thân phàm độ cả quần sanh. Lâm dĩ giải dỗ điều lành, tự tin tha tính sở hành tu. Hai phương tu giữ phần tam lập, về thập nhị đẳng cấp thiên liêng. Thọ khổ vui tạo phúc duyên, đỡ nâng kẻ khó thay quyền chi linh. Tu hai nơi thấy mình còn khỏe, thứ ba là xin sẽ tu chân. Nhắm đến luyện tinh khí thần, thành gươm đoạn tuyệt lũng chân quần hư. Xuất thần được kể như về tóc, công đức dày dễ đăng pháp môn. Dũng tấn triều kiên chi tôn, phần trên thể phát thơ linh hồn cùng đi. Phải chờ phúc chung quy cầu rồi, đấng thiên liêng chỉ lối dìu đường. Kỳ ba đại đạo mở trường, trời chọn thi điểm mơ nam phương giảng truyền. Nhập thanh thể kiếp thiên phận dưỡng, cụ phẩm dành đầu rớt do ta. Mỗi cấp thăng khảo vượt qua, muốn vô đền thánh vào tòa hiệp thiên. Cơ phán xét nắm quyền định gì, hạ trung thượng chân lý phơi bày. Chí tôn ban cả nhân loại, chân linh đâu cũng tụ rầy về đây.
cụ thiên dược đủ đầy công đức, đến cung đạo lục thức khai thông. Bác quái thọt mất ngưỡng trông, tưởng chừng đáy hải mênh mông dầm trời. Thằng sống tuyệt vời dục tân, vũ trụ nhìn vô tận bao la. Cung điện dạo khắp suy ra, mỗi nơi mỗi khác ở mà quyền di. Tiếp đến là nơi cung thánh, đây cung thánh cực kỳ đâu ngờ. Mây phủ mờ bóng ở xa xa, nhìn càng lóng lẫy nguy nga, lúc ẩn lúc hiện đẹp mà làm sao. Phép dục tấn khác nào thôi thúc, chân thần nương sưng hung tới ngày. Tốc độ nhanh quá quần sánh nhân loại ăn bài lớp lặng, không tiếng động muôn ngàn đi đến, tưởng chừng như chạm bến cõi trần. Người người suy nghĩ cấn phân, đến lo nhiễm vũ lãnh phần sao xong. Về triều kiến Phật phòng chưa quyết, ngôi của mình nào biết mất còn. Mai ra tâm đất vẹn toàn, điển linh giữ khỏi hao mòn căn duyên. Đến là cung thể nhiên hành hóa, cung các đấng thể thiên hành hóa, đang dẫn trụ nhiều quả địa cầu. Ngồi hào quang tủa trên đầu, thay vì pháp lên cơ màu truyền tinh. Khi giúp ích chúng sinh đoạt đạo, nhờ quả kiếp họ tạo nên công. Đã bất mãn khó cảm thông, tự định vị để thoát dòng chuyển luân. Cõi thằng sống vui mừng đón tiếp, kệ thân nhau nhiều kiếp chân linh. Thể pháp vẫn giữ dễ nhìn, bác tiên tướng vẽ y hình bác tiên. Về pháp giới thể thiên không thiếu, sở năng cần tìm hiểu tận cùng. Hằng sông có nịnh có chung, khuôn luật tương đối hư cung chủ quyền. Sau đây là bát quái đài. Pháp hằng sống vô biên vô giới, đỡ chân thần tiên tới như bay. Trước mắt thấy bát quái đài, cơ màu biến hóa đổi thay đẹp nhìn. Tám cửa thấy ảnh hình rạng rỡ, vạn linh vạn loại ở bên trong. Thần khí chiêu diệu hòa đồng, tám góc hiện tám cầu vồng hào quang. Khoảng cách vào bắc ngang bích hải,
bước nửa chừng thần lại yếu đi. Không tu rơi xuống còn gì, trên hình đẹp rớt đen xì than ôi. Nhân lời đến thấy rồi lo lắng, quan nghiệp nhiều âu hẳn hết vương. Có chú ruột bà thất nương, thế danh ông ấy chinh dương quan kỳ. Người đủ phước qua thì tự tại, qua chẳng rớt bích hại lạ thay. Máu cầm tay áo giác dây, mình trần quần cũng cười quay qua cầu. Chỉ trách người tự mau tự đại, tu đừng cho dấp phải điều này. Chui rèn hành đất chung gầy, làm cha dưỡng dục làm thầy dạy khuyên. Đừng đoạt người trong quyền là chủ, giúp đỡ nhau mới đủ tình thương. Đất ngài danh rõ con đường, thiên liên khuôn luôn xem thường khó qua. Hộ pháp dẫn chúng ta đường khác, tránh lối vào của các chân linh. Không tu gây lắm tội tình, khổ hải trông thấy giấc mình kiếp sanh. Chẳng dám đến phải đành trở bước, nẻo luân hồi nghiệp trước trả dây. Chúng ta vào bát quái đài, nhờ phép hằng sống đức ngài dẫn đi. Bát quái đài ô trì ngăn cách, con đường thánh nhẹ cách khác phàm. Thay trời sư mạng lo khem, bát quái đài nhắm chinh tâm vào toàn. Nguyên nhân quý nhân ta chung lòng, cơ phán xét đạo trộn thiện lương. Minh cảnh hiện chiếu tỏ tường, kiếp sanh quay lại cũng dường cuồng phim. Nhiều khán giả đứng im than thở, xếp dẫn mình dũng ở đường tu. Chỉ lo chát quan gây thù, xa trong trước mắt thù lù trồi lên. Giống cây cột tám bên có cửa, bát quái đài hiện giữa trùng ba. Tám cửa có thất đầu xà, quý dữ ngăn cản chúng ta khó vào. Chừa cửa Phật đức cao vô đường, dành riêng người tác ước trần gian. Trầm luân khổ hải mênh mang, con thuyền tế độ trễ tràng sao nên. Mỗi đợt sóng nổi lên chữ khổ, ta chia nhau nhường chỗ cùng đi. Biển trần sóng gió ầm ĩ, kiếp người ngánh lại định kỳ kế bên. Hào quang dần hiện lên bốn chữ, thở
thật sanh lão bệnh tử gớm ghê. Nhưng đời chưa tỉnh giấc mê, tìm phương giải thoát trở về bản chân. Tòa tam giáo cầu cân linh thề, đi đứng đều chuyển hệ quyền cơ. Không còn hình ảnh nhấp nhơ, đến đành tối phước bản sơ kiếm trần. Bác quay đài xây dần biến mất, ta nghe bảy thể chân khác phàm. Chân linh chẳng có nữ nam, đồng thế tùy ở việc làm quá thân. Vượt hằng sóng chân thần đổi mới, nghe tâm hồn thơ thái cao siêu. Không ăn mặc vẫn mỹ miều, chân linh trần lộn theo chiều hào quang. Và đây là cung tạo hóa. Bước dục tấn vô vàng hằng sông, trời xanh nhìn dân động nguy nga. Do đưa phương chuyện chói lò, này cung tạo hóa quê nhà thiên liêng. Nguồn cảm xúc đương nhiên phát khởi, cảnh cố hữu nhổ gợi chân tình. Vì ta người gốc Tây Ninh, nhân khi có dịp hành trình tha phương. Chừng về đến trạng bàn đưa mắt, thấy núi điện xanh ngắt nhô cao. Tình quê hương bóng rạng rào, thanh đĩa tưởng tượng sánh vào cõi thiên. Diêu trì cung vô biên pháp giới, chiếu diệu làm phơi phới lòng ta. Chiếc ngai cao ngữ một bà, tưởng trẻ thấy trẻ, tưởng già hiển nhiên. Đó là đấng cụ thiên sanh quá, chủ âm quang tạo cả chân thần. Chúng ta mang lấy xác trần, chiều kiến Phật mẫu tương thân cái nhìn. Ông nội cháu nội thấy điều mẹ, trong đàn con với vẻ thương yêu. Nữ nam đồng sự chắc chiêu, lan khôn nhớ lúc nuông chiều chúng ta. Ngôi Phật mẫu thật là trọng đại, đức hộ pháp nhớ lại nỗi lòng. Di Lạc năm cả bộ công, có nhiều thế giới quyện trong tay người. Tần hỗn nguyên thứ mười toàn ngự, so của thiên danh dự quá cao. Lãnh cơ tận độ lớn lao, thái tướng phấn mẫu bên sao người quỳ. Đã là mẹ thì quyền của mẹ, ngài chắp tay lên vẻ tôn sùng.
Di Lạc hiếu hạnh vô cùng, chúng ta ở thế nên tồn cái gương. Mẹ nuôi con tình thương đáo đề, đạo làm người kính nể từ thân. Phái nữ cam khổ kiếp trần, nhân viên phận mẫu lãnh phần tạo đơn. Sống nhờ khế sanh quan trưởng dường, thác về tiên vui hưởng đủ điều. Bản thân đón tiếp dẫm diều, muốn chi có nấy được nhiều cơ duyên. Cõi hằng sống vô biên hạnh phúc, ngại cho người quên chung hiếu ân. Mâm cơm du sữa thành nhân, chừng thấy Phật mẫu hiện thân mẹ mình. Đối với ta cái nhìn lạnh đạm, quá đau khổ chẳng dám ngưỡng trông. Làm con đâu nỡ bội công, thành tiên tác phận trước sông đào nhà. Mỗi mệnh xanh đó qua ngàn quyển, rực rỡ hình sắc chuyển hào quang. Được linh du học thế gian, qua nở đến lớp hoa, qua tàn về thi. Khoa kiếp sanh định kỳ đã hết, miệng đời thường gọi chết xưa nay. Đâu phải dạy kể sống hoài, gia chân ly đạo như thay bộ đồ. Cõi bỏ ngoài bước vô nhà tắm, chừng trở ra thử ngâm khác rồi. Tai xin phép của luân hồi, đọc cơ thoát khổ biết rồi tâm linh. Cõi thế tưởng thu hình hiện lại, sông dầm như đại hải mênh mông. Đôi bờ nam nữ muôn ngàn, phía bên phần tử quỷ càng kiếp sanh. Quá ướp dòng trở thành tuyệt vọng, chờ đầu thai trong ngóng thiên cung. Luân nhân quá đỉnh phải tùng, tiền căn hậu kiếp não nôn quan khiên. Bờ bên này nhờ thuyền tế độ, lối ta đi giữa chỗ mặt sông. Thay bác quay hiện trên không, hào quang tam đảo dưới sông mặt trời. Tam hào quang chiếu ngời tam cửa, thấy vạn vật hình giữa hào quang. Nghe bên kia tiếng khóc than, chúng ta cảm nghĩ lòng càng xót thương. Bờ bên này chiếu chương rực rỡ, cả nữ nam hớn hở nhìn qua. Đôi tình đó cũng bạn ta, đó siêu cách khoảng ngân hà xa xăm. Thuyền bát nhã Quan Âm Bồ Tát, dân lĩnh đức Di Lạc độ sanh.
lại qua ngựa rước người lành. Riêng những hạng đó cam đành khổ thân. Bác quái đài dưới chân nhìn thấy, có thất đầu xà ấy biển trần. Liên tiếp vô nẻo sóng ngân, khổ hải thuyền phấn để chân nhẹ nhàng. Thay bác quái hào quang chiếu rạng, xây tròn trong tám dạng sanh linh. Khi chất dạng loại biến hình, tám cửa vận chuyển phát sinh bạc hồn. Phép tân hoa càng khôn rải khắp, bất động vật thuộc cấp ngũ hành. Trong hào quang vẻ hiền lành, ra khỏi ba bẩn trở thành xôn xao. Chiếc lý trên nhìn vào đạo giáo, chính kim bàn nơi tạo nguyên nhân. Trời ban đủ tinh khí thần, thu người phấn mỗi thân phàm chúng ta. Tâm di chủ sở hành đạo đức, thủ thắng người quên phức thiện lương. Thiên liên hằng sống con đường, cùng nhau dũng tấn trên đường thi tiên. Tiếp đến là cùng hiệp thiên hành quá. Trước cung diêu mắt liền chợt thấy, có ba cung lộng lẫy hiện ra. Hiệp thiên hành qua giữa mà, bên mắng cứng lãng trái là ngọc hư. Mắt thiên liên mở như điện chiếu, bác quái đài đã hiểu kim bàn. Hộ pháp giải rõ ràng, con đường hằng sống nghĩ càng vô biên. Đoạn vô cùng hiệp thiên hành quá, nhiều chân linh cao cả trọn lành. Là trang sư của chúng sanh, đủ quyền bên dân thực hành tình thương. Tánh tộc mạch muốn tường nơi đó, đấng ra vào phải có đặc quyền. Cơn công bình thấy hiển nhiên, chi tôn để đại hiệp thiên bảo toàn. Nợ kiếp sanh trả mòn cho dứt, đặng trở về thanh đức hiệp nhân. Hành tàng trong cuộc tuần hoàn, tuyến thân định dĩ nhân nhân phải tùng. Luật nhân quả quyền khung thiên đình, thưởng phạt cho phát lệnh ngọc hư. Công bình giữ mừng vô tư, càng khôn thế giới cũng như hữu hình. Năm môi đạo điều nhìn duy nhất, về triết lý lãnh vực khác nhau. Phép tu
từ thấp lên cao, môi trường năm lớp chung vào đề thi. Nhân tùng khổ thời thì thắng khổ, thánh khó khổ vui chỗ vô danh. Tiên giải khổ dẫn ngũ hành, phép Phật thoát khổ kiếp sanh đỏ đài. Cung hiệp thiên đức ngài thiết chiếu dứt các điều kiện đã nêu rành. Nhiều chân linh cả kiếp sanh không tu đấng gì họ tranh luận nhiều. Kìa tam giáo luận điều giải dỗ phải đồ y khuôn khổ chân truyền. Dầu chưa Phật cũng nên tiên, kiếp trần mình táo nhân duyên buông ràng. Chân thần kể như mang xác chết, nương thay phàm trả hết nghiệp quan. Giết tiêu quả kiếp hung tàn, hòa bình nhân lỗi thế gian khỏi sầu. Nhiều chân linh họ giàu trí thức vẫn xem thường đạo đức tiên nho. Ngôn luận tư tưởng tự do, sống vô tín ngưỡng thầm thò biển mê. Lại hằng sống khó bề chối tội, đấng trọn lành cầu rỗi hết mong. Càng khôn vũ trụ cái lòng, nhốt chặt tư khổ trong dòng chuyển luân. Phép tu gì tha đừng dị kỳ, dạng vật đồng nguyên lý tạo đơn. Mỗi quả kiếp mỗi hành tàn, hiệp thiên hành quá vô vàng phám thông. Tiếp đến là Ngọc Hư Cung. Sự biên qua tùy phần vuốt tấn cảnh thằng sống vô tận bao la. Hào quang trước mắt chói lòa, thiên liên triều đại đây tòa ngọc hư. Tựa pha lê trông như linh anh, cơ vận hành pháp danh chí tôn. Điều hòa trấn tử càng khôn, chiến lưng đến dễ bác hồn tuyển thân. Thần xuất hiện quyền năng hữu hạp, nhập hằng sống dạng pháp biến hình. Bè bạn thân tộc tiếp mình, quen nhau hồi tưởng muôn nghìn kiếp sinh. Quỳnh kim khuyết ngưỡng nhìn thượng đế, dội trên xa tâm thế chí tôn. Hào quang chói rừng càng khôn, dinh diệu các đấng bảo tồn triều nghi. Vừa tưởng thấy hiện thì chữ khổ, ngôi chi tôn thật ngộ nghĩnh thay. Di chủ sự khổ muôn loài, làm cơ giải thoát đề tài thực thi. Cung phục linh đầu thì suốt cuối, sanh giới tử mê muội hai lần. Hổ trở phần phục linh tánh phần
quá ngần kim câu. Kiếp ta sống bước đầu vật lòi, chừng nguyên linh quá giải dục tình, giáng linh hòa hợp nhất linh, pháp thân năng lớn ca tinh điển lành. Tao đại nghiệp trời dành mỗi đứa, đấng chỉ tôn lời hứa đường hoàng, trừ ra những đám con quan trần cam chiếu lỡ làng căn duyên. Nhiều tông đường thiên liêng đáng kể, mừng vui hay gạt lệ nhìn ta. Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Di Lạc, Giê-xu, Quan Thế Âm phép tu cứu nàng, vinh hiển nhất địa tạng bậc nhì. Hằng sông Ca Lâm tông chi, nhẫn lo tế độ phát quy tinh thần. Mừng gia tông được phần công thưởng, án luận đầy ảnh hưởng tội chung. Mình làm chiếu tôi đã đành, khổ nỗi luật ấy cố quyền chiếu luôn. Địa cầu sáu tám muôn luân chiều, rất nhiều ngàn trăm triệu chân linh, khác phẩm chất, khác tánh tình, tiểu hồn đấng dĩ biên sinh đại hồn. Trường khổ hải đế nhồi quá nghiêm, mỗi chân linh đầu kiếp trả xong, đành rằng cái tội tổ tông Nam Tào bắt đầu vào trong rõ ràng. Kinh Vô Tử hành tàng hiến thấy, chân linh ta buộc lấy án ta, tâm ta di chủ phiên tòa, tối mình sửa đâu là trạng sư. Đức hộ pháp Ngọc Hư ban lệnh, về cực lạc thế giới khai môn. Ngoài ô còn những chân hồn, chính kim quang sứ chi tôn cho truyền. Cụ phẩm thần tiên cũng nể ta, ca giàu trọng khó gia quà. Cửa kinh cực lạc năng lui tới, đường đạo Tây Phương thử chánh tà. Trừ cực lạc vô mà không được, cả càn khôn chẳng thiếu chỗ nào. Vì giam khảo pháp thuận cao, chân linh giải thoát khó vào nơi đây. Ngoài cửa môn đặt ngay chữ vàng, lúc hộ pháp dục tấn Tây Phương. Kim quang sư đón cản đường, bối rối gặp lấy ngưng dương xông vào.
ngưng dương cầm gáy đắm đùa, hào quang chúa quỷ tua xua đen thùi. Cây pháp thuận chưa lùi cuộc chiến, kim quang sứ xuất hiện pháp thân. Đang trong thanh thể thấy cần, nhảy vô đánh tiếp trợ thần bên ta. Đức ngài ngự dân xa xem mày, mỗi mòn ba lượt lại ngủ quên. Mắng trận để dậy sao nên, càng khôn lan rộng đôi bên đường vàng. Hộ pháp hiện không gian bay bồng, mặc đại phục hằng sống như thiên. Cầm xa xứ giới kim tiên, vẽ dòng mắng trận gom liền nhỏ theo. Chúa quỷ bị một hèo bay mất, lý ngưng dương đệ nhất bát tiên. Cũng vì sứ mạng thiêng liêng, danh ngài chính chân thần quyền giáo tông, đến đây là nơi cực lạc thế giới. Cực lạc quan thấy không số kể, nhiều chân linh đạo bế bị đài. Lớp đầu trọc lớp tóc dài, đồ lưu muôn ngoài hằng ngày tụng kinh. Thấy hai cửa sân hình chữ vàng, cái tủa trắng cây nhoáng màu hồng. Bằng hào quang dốt trên không, nhanh như trong chóng ngưỡng trông thật là. Hộ pháp cầm gián ma chỉ đứng, các tăng đồ hưởng ứng chạy nhào. Nên mở cửa cứu phần nào, từ trên ân phận liên giao liên quay. Ngồi dân xa ngắm cây dương liệu, giữa kim tự tháp chiếu hào quang. Đẹp thay đây cõi niết bàn, kinh đô cứng lãng rỡ ràng nguy nga. Di Đà nhượng quyền qua Di Lạc, lệnh do sự đề bạc chí tôn. Nguồn tự diệt đến bảo tồn, quản trị chuyển phần xác, phần hồn càng khôn. Chứng niết bàn pháp môn nhất tán, liên đài ngài chiếu vạn linh quang. Dương liễu cao tựa cây tàn, che kim tự tháp như tròn thiên la. Lá thật nhiều nhìn ra ở chót, mỗi chốc đều có giọt cam lồ. Tuy nhỏ biên xuất cơ hồ, mệnh môn từ hố lẫn vô tạo hồn. Chuyển qua khắp càng khôn vũ trụ, cơ định vị di chủ ân ban. Dân đón Phật đắc liên quan, tử sanh sanh tử phúc quang quân lên.
hôn ban chúng sinh phân tử. Nó sự sống tàn trữ khí xanh, tiểu thiên địa phép vận hành cũng nhờ phân tử kết thành tinh ba. Các chân linh vô mà cực lạc, chính nơi tạm giải thoát trần lao. Chưa tới trần chưa tới cao, thập tầng quán đón ngự vào mới vinh. Năm địa cầu chân linh nhân loài, về những đầy ở ngoài môn quan. Cố lược bế giống trì thàng, hộ pháp tới cứu thấy càng khổ thôi. Xong đức ngài qua lối âm từ, lòng lạy thay biệt thự Di Đà. Hồi chuông đại điện vang ra, như thúc hộ pháp đến tòa ngọc hương. Tiếp đến là Bạch Ngọc Kinh. Lên dân xa ngồi nhìn thấy rõ, hộ ngọc nữ tạ cơ tiên đồng. Thời gian vô định đuổi dông, một dần thôi khí ngược trong sáng loạn. Thấy như ánh đèn pha tầm mắt, vật chỉ đang chuyển sắc biến hình. Rõ ràng đây Bạch Ngọc Kinh, một tòa thiên các khi sinh quang thành. Hỗn nguyên khi vận hành pháp tướng, chiếu lung linh vạn trường hào quang. Hạ về đơn hàng hàng, ba cửa bị chặn hoàn toàn khó vô. Chủ thời quân mặc đồ khôi giáp, cổ bốn vị bộ pháp tay cầm. Hộ pháp từ giá lối âm sang đây thấy vậy vẫn ngầm hỏi sao. Người ta biểu cấm vào nơi đó, hộ pháp nghe đã rõ là ai. Liền phán các ngươi vào ngay, tràn vô như thác đức ngài theo sau. Dáng giác ma bước vào khỏi cửa, Phật cao siêu đứng giữa nhìn vô. Sao ba gian thật quý mô, nam hữu nữ tà cơ hồ cánh phong. Đức ngài nghe rần rần rộ rộ, bóng dội qua thật ngộ nghĩnh à. Một bức màn tựa xứng xa, tay chọt nhé lũng rút ra nhịp liền. Các chân lên ngồi yên ngay thẳng, chỗ thiên hạ có sẵn còn mình. Giác giang mà bước lặng thinh, các ngài người chỉ ngài nhìn thấy trên. Vừa tưởng thang đưa lên ngồi đó, thấy mọi người đều có đồ dùng. Đào một quả rủ môn chung, đất ngài liền tướng là luôn có ngày. Họ
ngồi cảnh thiên hôm nay bạch ngọc, tưởng từ phụ bỗng trông thấy liền. Cõi hằng sông thật thiêng liêng, ức chi đằng nấy à, do quyền tạo đơn. Ý vừa tưởng bức màn hé mờ, nhiều tầng nấc thấy ở xa xa. Khăn áo trắng một ông già, đính tiêu mình gắm mơ hôm qua ngọc hoàng. Đức ngài thấy rõ ràng hai ông, chắc có một người hỏng lẽ hai. Vừa suy nghĩ tưởng nhớ hoài, chừng như ổng bảo đây này không đâu. Một trái bầu treo đầu cây gãy, đồ ngọc quạng mắt thấy không sai. Dây cây bị mang bên tay, tại năm cây gãy hiện gai đòn cân. Kéo cái bầu tạo phần cây giá, trái cân cái bị quá hình dung. Ba bú dẫn ngóng hoàng dùng, tạo thành cân lớn vô cùng thiên liên. Bạch ngọc chưa tri nguyên pháp giới, đức ngài liền tưởng tới Chí Tôn. Một đấng chủ tế càng khôn, cầm gậy lại gõ cây đôn bên ngài. Thành ông lão nhân giai hướng đạo, cùng đức ngài để dạo ngọc kinh. Đi thôi biết mệt chân linh, cảnh như vẫn sống chuyển mình đỡ nắng. Bước dục tấn chân thần tưởng tượng, vạn pháp nhìn vô lượng nhân duyên. Đĩa cầu ta sanh thiên liên, cũng như hàng xóm láng giềng vậy thôi. Ngủ sung sướng thức rồi khổ cực, kiếp nhân sanh định luật phân quyền. Ngũ cưng lạc thất cổ thiên, Phật pháp giáo hóa thần tiên trị bình. Đại Thiên Tôn ở Linh Tiêu Điện, ngọc hư cung thấy hiện thượng hoàng. Bánh ngọc từ phủ rõ ràng, ông lão râu trắng y chang dày mà. Cung hỗn quân nghe đà tầm hiếu, đại từ phụ quyền diệu lạ đời. Tùy duyên mà thấy Chúa Trời, tùy duyên ảnh xuất hồng hào đẹp ngân. Thấy từ phụ hồng quân lão tổ, tùy trường hợp tôn giáo khác ta. Đại từ phụ họ nhân là tam thế Phật chính danh mà chí vị chủ càng khôn trọng đài.
do phần tánh nhân loại tôn thờ. Dựa theo hình ảnh ban sơ, tinh thần tín ngưỡng trước giờ khác nhau, nhưng tất cả nhìn vào Thượng Đế, nơi Di Lạc chuyển thế kỷ ba. Đấng chủ khảo hỏi phận mà quy nguyên Phật pháp chiếu lòa thiên môn. Ân quang vạn đại lưu tồn, kính đức ân sư. Ngôi tam thế nguyên hồn vũ trụ sanh giác linh tượng đủ ba màu, càng khôn dẫn lợi ý nhau trên ốc bát quái nhìn vào hẳn nhiên. Ba nguồn khí khai thiên đã có sự phô diễn nhân đó trình bày, đồ theo thuyết giáo đức ngài thiên liên hằng sống đề tài quá cao. Nâng quảng bút dựa vào thành ý, đức hộ pháp nguyên lý khai thông. Giáng sinh nguyện gấp chút công, quê phong cần bút tỏa lòng